Thấy là dừa xinh xanh, khá là trái sai luôn, nhưng mà các bạn thấy là khá lùn. Cái này là bao nhiêu năm mà anh Khởi? À, cái dừa này gần 6 năm anh. Cái này mình phải cục đi để nó. Ồ, là cục dây phụ ha. Dạ. Sợ cái này trái nó xài quá rồi. Đang thu hoạch luôn hả? Vậy lấy cưa cưa hả? Dạ đúng rồi, để em cắt cưa cho. Rồi sao bỏ xuống hả? Wow. Cái này chắc con khoảng đây 2. Thử nhiều trái anh. Thấy sai quá. 2 4 6 8 10 12 14 15 trái. 15. Dạ. Vậy là một quài đã mở 15 trái là đạt chất lượng rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Đó, anh Khởi đang đem cân. Bữa nay anh Khởi là đem cân theo để cân thử đi. Trái này được bao nhiêu nha các bạn. Đây mình lựa trái dừa nhỏ nhất cho đi mình cân thử đi ha. Dạ dạ. Ở đây thì anh Khởi ở Cầu Kè thì anh Khởi là chỉ có giống dừa xinh xanh này, còn ở chỗ khác có trồng không anh Khởi? Nói chung là ở đây của mình em trồng thôi, còn chỗ khác em cũng không có rành lắm anh. Dạ. Yeah. Wow, một cái này là ký gửi 50. Wow, cái em bán thấy là dừa xinh xanh mà dừa xin mà thường thường là 1,3 kg, yeah. Ký 2 phải không? Ký 3. 1,3 kg. Nhưng mà ở đây được ký 6 luôn rồi, ký 6 luôn rồi. Ký 6, ký gửi 50 rồi. Dạ. Ồ, các bạn thấy là cái dừa này trái vậy là khá cao quá anh Khởi. À, cái trái nó tròn đẹp. Dạ. Vậy là lái này nó đâu có kén gì nữa. Dạ đúng rồi. Dừa đây là đặc chuẩn luôn, chuẩn của nó là ký 3 lên. Dạ. Nhưng mà cái loại mà dừa này á, thí dụ mình trái nó to vậy là lái nó mua khoảng một nhiêu một chục anh Khởi? Nói chung là cái giá dừa hiện tại là cái giá theo cái thị trường. Dạ. Cây mùa mưa nếu mà thấp nhất á, là nó 60.000. 60.000. À. Còn hiện tại cái đợt này á, thì tầm khoảng 75.000 chục. Dạ. Còn cái mùa nắng đỉnh điểm nó khoảng 120, 130. Có khi lên 140 cũng chừng. Dạ. Tại vì nói chung dừa là mình bán theo cái giá thị trường. Đó. Mà đỉnh điểm thấp nhất của nó là tầm khoảng 60.000 chục là thấp nhất. Dạ. Đó. Cái dừa xiêm xanh này là cái đầu ra là không sợ. Nói chung là tiêu thụ trong nước vẫn được, đi nước ngoài cũng vẫn được. Đó. Dạ. Nó không sợ cái đầu ra. Nó trái nó đâu có lớn được, cũng như là em bé mà mới sinh ra không có cho nó ăn nó bú thì sao kêu nó lớn là nó đâu có lớn được. Dạ đúng rồi. Nhưng mà hiện nay em thấy cái nhiều loại giống dừa sao nó bị nứt anh Khởi? Là tới trái chiến hay sao? Nứt là do thứ nhất là cái khâu kỹ thuật của mình. Yeah. Đó, nhiều khi mình gãi đạm dư quá, sinh ra nó cũng nứt. Dạ, yeah. Đạm. Đây à. Wow. Đây là một cái cây, các bạn thấy là một cái trái thôi mà cũng gần đầy 1 ca nè. À, giờ anh bữa sao xem. Đây, gió rất, dạ. Gió mỏng.
Nói chung mỏng là mỏng so với dừa ta mình thôi, nhưng mà nó vẫn dày hơn cái loại dừa sim lục. Dừa sim lục nó sẽ mỏng hơn cái thằng này. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy cái loại mày nói nó vừa vừa sim á thì cái gáo như vậy là nó rất là bự đó chứ. Dạ. Đúng không? Các bạn thấy là so sánh nếu mà ai mà gọi là các gọi là anh những gọi là chuyên trồng dừa á thì sẽ biết được cái loại trái này như thế nào đúng không anh Khải? Dạ đúng rồi. À, nhìn cái cơm với cái gáo là mình biết là trái nó chứa nước nhiều rồi. Đúng rồi, trái nó tròn. Dạ đúng rồi. Nên là như em thấy là cái loại giống dừa này em thấy cũng hiếm, hình như là cũng mới trồng đúng không anh Khải? Cái này thì cái khu vực mình ở đây thì ít có người trồng, những cái xứ Bến Tre thì họ trồng nhiều. Đúng rồi đúng rồi, như là xứ Trà Vinh mình. Dạ. Dạ. Nhưng mà em nghe nói là anh cũng trồng được mấy năm rồi, cũng 4 5 năm, 6 năm hả? Gần 6 năm. 6 năm rồi, gần 6 năm. Dạ, vậy là anh có ưa giống không anh Khải? À, cái giống thì hiện tại là trên cái cây này em có để mấy buồn giống nè. Dạ. Dạ. Ồ. Đây nè. Đó. Nhưng mà thí dụ như mình muốn để giống được là trồng khoảng bao nhiêu năm mình nó mới tầm mới được? Khoảng 5 năm trở lên nó mới cái dừa nó mới để giống mới chuẩn được. Dạ. Dạ. Đây mấy cái dừa khô nè. Thật là ra mấy, thì cái mấy quả khô này là anh để giống đó hả? Dạ, mới có mấy trái khô em hái về nè. Thật ra cái dừa giống á là mình nói chung là cái quan điểm của em là gì, so với cái chất lượng là cái quan trọng ha. Mình lựa những cây dừa nào trái sai ha, trái tròn đẹp mình ha làm giống mình bán sau này cho người ta trồng trái nó đẹp, chứ mình không đi về cái số lượng ha. Mình quan trọng là mình cái chất lượng của mình thôi hàng đầu. Vậy là bắt đầu anh bắt đầu ươm giống cái loại dừa sim xanh này. Mấy cây này nếu mà cắt em cắt được rồi nè, cắt về phơi khô khoảng tuần dạ. Ngày thì em ươm. Cắt đây em rồi anh ươm rồi anh giặt mặt ra ha. Dạ giặt dạ. Mặt dạ. Dạ. Thì hy vọng là trong tương lai thì anh sẽ ra ươm nhiều giống nữa. Dạ. Để cho bà con này, nếu mà các bạn mình á thích trồng á thì làm sao để liên hệ với anh á anh Khải? Dạ. Thì nếu mà có ai có trồng thì liên hệ với em trước. Tại vì dạ. Em bây giờ chủ yếu là về cái chất lượng thôi. Ví dụ như ai trồng thì mình phải liên hệ trước, được mình đặt em mới chừa em mới để cho. Dạ. Chứ đương không mà hỏi bất tử thì nhiều khi cái số lượng ít thì có, chứ nhiều đúng quá rồi. Nhiều khi em cũng tại vì mình cũng không phải là chạy giống nên mình cũng làm không có số dạ. Lượng nó cũng không có được nhiều. Nhưng mà em thấy cái mình đi đến tận vườn với mình ương vườn vậy là cái lượng mà gọi giống mới gọi là chất lượng đúng nhiều rồi. Hơn phải không Khải? Thật ra trồng dừa trên thị trường có rất nhiều loại dừa sim, nhưng mà tùy theo cái ý thích của mỗi người. Ví dụ như người này thích trồng dừa này, người kia thích trồng dừa kia, nhưng mà em khuyên bà con nên là chọn đúng cái loại giống vô tại vườn xem. Ví dụ mình thích loại dừa nào thì mình liên hệ mình đặt cái loại gì đó cho nó, sau này mình trồng nó ra nó cái chất lượng trái cho nó đạt yeah. Theo cái ý muốn của mình.